Còn bây giờ là thông tin thời tiết. Sau đợt hạn bà chằng, dự báo hôm nay Nam Bộ mưa sẽ nhiều trở lại. Cụ thể thì diễn biến mưa như thế nào, chị Hằng My? Dạ vâng, chào anh Nhật Minh và quý vị khán giả. Dự báo chiều đến tối nay mưa xảy ra trên diện rải rác. Một vài nơi ở miền Đông như là ở tại Đồng Nai, Bình Phước sẽ có mưa vừa mưa to với lượng tương ứng từ 25 cho đến 50mm. Mưa dông sau chuỗi ngày nắng và nóng thì rất dễ xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Lái xe trong điều kiện mưa dông thì luôn kèm theo những nguy hiểm. Vì thế quý vị, có di chuyển dưới trời mưa thì hãy nên đi chậm và giữ khoảng cách đối với các xe khác. Đồng thời, nếu trời mưa quá lớn thì tốt nhất là hãy dừng xe và tìm nơi trú mưa an toàn. Nên tránh xa những gốc cây lớn vì rất dễ bị sét đánh và cây có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Trước khi chuyển mưa thì từ sáng đến đầu giờ chiều nay ở Nam Bộ vẫn có nắng, nhiệt độ giảm nhẹ so với những ngày trước. Nắng nóng cục bộ chỉ còn diễn ra ở tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, 35 độ. Còn ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác của Nam Bộ, dao động trong khoảng là từ 32 cho đến 34 độ. Thành phố đảo Phú Quốc sáng đến trưa nay thì trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất dự báo là không vượt quá 32 độ. Khoảng sau 2 đến 3 giờ chiều thì sẽ chuyển mưa và có lúc mưa to kèm với sấm sét và dông gió mạnh. Hành trình ra vào đảo Phú Quốc cũng như là tàu thuyền hoạt động ở vùng biển Cà Mau, Kiên Giang trong hôm nay thì cần lưu ý đến mưa dông và mưa vừa làm tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km, vừa dễ đi kèm gió giật và lốc xoáy. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau thì trời hôm nay ít mưa, trời nắng và gió ở đây cấp 5.